Chương 159, khu vực khách quý. Nhìn thi thể nằm trên mặt đất, Lâm Phong mặt không biểu hiện. Mấy kẻ muốn cướp xích diễm ma sư chẳng biết phân biệt thời điểm. Lâm Phong đã cho bọn chúng cơ hội biến mà chúng còn dám uy hiếp, đã vậy thì giết luôn. Lâm Phong thậm chí chẳng cần mình ra tay, chỉ một câu khiến cho rất nhiều người xông lên giết mấy kẻ kia. 100 nguyên thạch trung phẩm không phải số lượng nhỏ. Nhiều người tới là vì xích diễm ma sư, giết mấy kẻ kia có thể giảm được 100 nguyên thạch trung phẩm. Nếu đối giá được xích diễm ma sư, bọn họ đương nhiên là vui vẻ giúp Lâm Phong đánh chết mấy cái tên không biết thời thế. Cường giả trong hoàng thành quả nhiên rất nhiều. Lâm Phong nhìn đám người trước kia, thầm nói một tiếng, bọn họ rất nhiều người đều là linh vũ cảnh, tầng 7, tầng 8, thậm chí tầng 9. Thoạt nhìn là tầm thường, nhưng một khi sát phạt lại lạnh lùng, giết người như giết chó. Lâm Phong dắt xích diễm ma sư đến phòng đấu giá Lộ Thiên cách đó không xa. Ở giữa tòa đình đài có một cái đường trải gạch xanh rất rộng rãi, mọi người có thể tự do đi lại. Lâm Phong đi tới bậc thang của con đường lát gạch xanh, chỉ thấy hai bên có hai vị mỹ nữ ăn mặc gợi cảm đẹp đẽ, trông tươi mát xinh đẹp, làm người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Công tử có cần gì hỗ trợ không? Thấy Lâm Phong dắt xích miễm ma diễm ma sư tới, một cái cô gái xinh đẹp mỉm cười hỏi Lâm Phong, ngữ khí nhu hòa cực kỳ êm tai. Ừ, ta là muốn bán đấu giá cái con xích diễm ma sư này. Lâm Phong mỉm cười đáp. Cô gái xinh đẹp liếc qua xích diễm ma sư một cái rồi mỉm cười. Công tử, mời theo ta. Nói xong, cô gái dẫn Lâm Phong đi vào con đường chính giữa kia. Người ngồi trong đình đài thấy có người dắt một con xích diễm ma sư tới thì ngưng ánh mắt liếc Lâm Phong. Chẳng lẽ kẻ này muốn bán đấu giá xích diễm ma sư? Lâm Phong không để ý tới ánh mắt nóng rực mọi người xung quanh. Hắn quan sát phòng đấu giá rất hùng vĩ mà còn to nhã, không khiến người ta cảm giác áp lực chút nào, dường như có thể giảm bớt sự khẩn trương khi bán đấu giá. Cuối con đường lát gạch xanh là sàn bán đấu giá. Ở sau sàn có hai cái tấm màn tre lớn, ở sau màn tre chính là hậu trường sàn bán. Công tử, mời đi bên này. Tới đài cao cách đó không xa, hai bên lại xuất hiện ra hai lối đi. Cô gái xinh đẹp dẫn Lâm Phong đi tới một lối, vòng qua đài cao, thông qua với cái cửa gác tới màn tre. Chỉ là sau màn tre còn một tấm màn tre khác. Lời Lâm Phong tới chẳng qua chỉ là phòng mà người của phòng đấu giá dùng để tiếp đãi bọn hắn. Bình não, vị công tử này là muốn bán đấu giá xích diễm ma sư. Cô gái xinh đẹp kia nói với lão ngồi trong hậu trường. Từ lúc Lâm Phong dắt xích diễm ma sư bước vào thì lão ta đã đứng lên, ánh mắt nhìn xích diễm ma sư hiện lên chút thú vị. Còn ma sư của bạch giác này lại tới tay người. Lão cười tủm tỉm nhìn Lâm Phong, ánh mắt lóe lên một cái ý vị sâu xa, dường như vẻ mặt khá hào hứng. Bạch giác, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Đúng, là tù đấu trưởng, nơi đó do bạch giác phụ trách. Lão ta cười có vài phần kinh ngạc vì Lâm Phong không biết điều này. Tù đấu trưởng là do bạch giác phụ trách. Thảo nào ngấy bọn họ gọi là bạch trạch là thiếu gia. Lại có nhiều người bạch giác tới thiên nhất học viện hưng sư vấn tội. Nhưng mà ngày thanh niên áo vàng bị gã ẩu đả cùng thanh niên quý tộc ở giữa đám người Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Hôm nay bọn họ có thân phận gì, cho dù bạch trạch hay là người tu đấu trường rất là đề sợ bọn họ. Lâm Phong thầm nghĩ, không biết bên trong quan hệ gì ghê gớm. Hơn nữa hôm nay là thanh niên quý tộc kia muốn tặng xích diễm ma sư cho Mục Phàm, dường như y nói là được tính. Hả, nghe nói một thời gian trước bạch ra sông vào thiên nhất học viện, chết không ít người, ngay cả bạch trạch cũng bị giết. Xem ra vận số bạch xa đã hết, tù đấu trưởng sớm muộn cũng là đồi trù. Lão lại nói, ánh mắt như có khí tế sắc bén tỏa ra, dường như thấy gì kỳ ngộ. Lâm Phong không biết nhưng mà hắn rất rõ, thành trung thành chỉ có một chủ nhân. Trong cái nhiều khu vực bên trong đã có nhiều gia tộc chia cắt. Tựa như nhà này chiếm được phòng đấu giá, mà bạch trạch chiếm được tù đấu trường, bọn họ đều phục vụ một nhà. Nhưng quan hệ là cạnh tranh lẫn nhau. Tù đấu trưởng kia là một cái quả trứng vàng, gia tộc vẫn là muốn lấy trong tay. Người có yêu cầu gì đặc biệt với bán đấu giá không? Lão ta nhìn Lâm Phong hỏi. Ví như ít nhất phải có bao nhiêu hay là chỉ cần dùng vật để trao đổi? Nguyên thạch là được, Lâm Phong đáp. Vậy được, khi bán đấu giá, khách có lẽ là dùng vật phẩm khác để đổi, nhưng chúng ta là lấy nguyên thạch định giá vật phẩm của họ ngay tại đây. Nếu cuối cùng là lấy vật đổi vật, thì phòng đấu giá căn cứ giá trị vật phẩm đổi thành nguyên thạch giao cho người. Nhưng mà những gì đấu giá được thì phòng đấu giá chúng ta lấy một phần trăm đó. Có thể cuối cùng khi xác định bán đấu giá xong, phiền ông giảm đi 100 nguyên thạch trung phẩm cho người được giá,
Đây là lời hứa của ta với bọn họ, Lâm Phong bổ sung. Không thành vấn đề. Lão giả gật đầu, thương lượng xong, lão đưa ra một cái lệnh phù màu vàng có khắc mấy cái chữ giao cho Lâm Phong rồi nói với hắn. Dựa theo lệnh phù màu vàng này, khi bán đấu giá xích diễm ma sư kết thúc, người có thể lĩnh nguyên thạch. Được, Lâm Phong gật đầu lập tức ra ngoài. Cô gái xinh đẹp theo đuổi Lâm Phong cười. Công tử, ở phòng đấu giá này có không ít thứ tốt, công tử có thể xem qua. Có cái thứ nào vừa ý không? Nếu có, cũng có thể tham gia đấu giá. Đó là đương nhiên. Lâm Phong mỉm cười, chuyện này không cần đối phương nói, hắn cũng chú ý. Nếu gặp thứ cần, hắn nhất định phải thử. Công tử, mời đi bên này. Cô gái xinh đẹp dẫn Lâm Phong tới một cái khu vực gần phòng đấu giá. Nơi này là một cái mảng đinh đài độc lập, bên trong không ít người ngồi. Mà Lâm Phong còn nhận ra những người này không ít người đeo mặt nạ giống Lâm Phong, hiển nhiên bọn họ không muốn lộ thân phận. Sao lại dẫn ta tới đây? Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Công tử, đây là khu vực khách quý, chỉ có khách giao vật phẩm quý trọng để đấu giá, cùng những người có thân phận cao quý mới có thể ngồi khu vực này. Nếu công tử coi trọng vật phẩm gì có thể hưởng thụ ưu đãi nhất định. Cô gái xinh đẹp giải thích với Lâm Phong, giọng ngọt ngào tận tâm, cuối cùng là nụ cười thật là xinh đẹp. Khu khách quý, Lâm Phong cười, thảo nào người ở đây lại đeo mặt nạ vì có vật phẩm quý trọng muốn bán. Bọn họ đương nhiên là không muốn lộ ra thân phận, kéo đến thì phiền phức không cần thiết. Về những người đeo mặt nạ khác, bọn họ cũng là có chút khí chất bất phàm, hoặc là mang theo khí chất quý tộc, đều là những người có thân phận. Những người này thấy Lâm Phong đi vào thì liếc hắt, lập tức quay đi, không có nhìn nhiều. Công tử, ngài ngồi đây đi. Cô gái chỉ vào trong một cái đình đài để không nói với Lâm Phong. Lâm Phong cái gật đầu. Cô gái chọn chỗ tầm nhìn không tệ, có thể quan sát rõ ràng từng góc trong phòng đấu giá, nhất là chiếc đài bán đấu giá kia, có thể nhìn rõ không sót thứ gì. Cô gái này không chỉ xinh đẹp gợi cảm mà cực kỳ cẩn thận, đúng là người chi kỷ. Lâm Phong đi vào đình đài mà cô gái chỉ ngồi lên trên chiếc ghế đá. Hừ, đúng lúc này Lâm Phong cảm thấy sau lưng có kẻ đang nhìn chăm chăm mình, chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy sau hắn, một cái thanh niên ăn mặc đẹp đẽ quý giá lạnh lùng nói. Cút ngay, người không biết là người đang chậm chặn tầm mắt ta. Lâm Phong híp mắt lại, nghe cô gái khách khí nói. Vị công tử này, tất cả các vị trí nơi này đều có thể túy. Nếu chặn tầm mắt của ngài, hy vọng ngài có thể thông cảm. Nơi này đến lượt người nói sao? Thanh niên này quay sang nhìn cô gái, thấy cô ta có dung nhan đẹp đẽ mà dáng người rất nóng bỏng thì ánh mắt lộ vẻ tham lam, liếc thân thể cô ta một cái rồi cười xấu xa. Một cái nữ bọc mà thôi, đến bên thiếu gia này hầu hạ thiếu gia hài lòng, nếu là thiếu gia mà người về nhà cho ngươi hưởng thụ. Chương 160, ai lội giận. Cô gái nghe thế thiếu sắc mặt đổi, nhưng mà cố lặn ra một cái nụ cười nói. Thiếu gia, nghe nói đùa rồi. Ai rảnh mà đùa với ngươi, tới chỗ thiếu gia nhanh lên đồ tiện nhân. Một cái lữ lô lệ mà thôi, cần gì phải xa vẻ thành cáo như vậy. Thanh niên quát lớn một tiếng trông cực kỳ không kiên nhẫn, cực kỳ bá đạo. Lâm Phong nhíu mày. Cường giả và thiên tài ở hoàng thành quả là rất nhiều, nhưng loại công tử quý tộc kiêu căng ngạo mạn này hình như còn nhiều hơn. Ai cũng không coi người khác ra gì, tự cho là đúng. Mà cô gái kia thì khẽ cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Đúng như thanh niên kia nói, thân phận của những người như cô gái quả là thấp bé, coi như một loại đầy tớ hạ nhân, nếu không thì cũng không đứng ngoài đón khách, về cũng phải là niềm nở đón chào. Ở đại lục này vốn là nghề nghiệp cực kỳ thấp kém, bởi vậy nếu đối phương muốn chà đạp cô, cô quả tạ không thể phản kháng. Nhớ rõ lần trước một bằng hữu của cô được một cái tên đệ tử quý tộc coi trọng, vì cô ta không theo mà bị cưỡng hiếp tới chết, kết quả cực kỳ thê thảm. Phòng đấu giá không ra mặt vì những nữ tỳ như cô. Các cô được huấn luyện là để sưu lịnh khách nhân. Nhìn thấy thế sắc mặt cô gái tên kia càng đắc ý, dường như lần trước mông sung kia ở đây chơi đùa một ả, đùa tới chết. Nếu như người không đến đây khiến bản thiếu gia vừa lòng, ta đưa người vào quân dành cho chúng tướng sĩ đói các hướng tụ một phen, xem người có thể chịu đựng bao nhiêu người. Sắc mặt cô gái tái nhợt, trông vô cùng khó coi, muốn nhiều người chơi đùa nàng ư? Lúc lại một cái tia sáng hiện lên trong mắt Lâm Phong, thật là một cái tên xúc sinh không biết xấu hổ.
ngay giữa thành Thiên Bạch Nhật nói ra lời dâm ô như thế, lại còn là dương dương tự đắc. Người không nói lời nào, sợ người khác không biết mượn người thối như thế nào sao? Lâm Phong quay đầu lại, đôi mắt dưới lớp mặt lạ lạnh lùng liếc nhìn thanh niên, giọng nói lạnh lẽo. Thanh niên cực lại lập tức trọng mắt lộ âm lãnh nói: người có biết người nói chuyện với ai không? Đương nhiên biết. Lâm Phong gật đầu, thanh niên kia lộ vẻ thú vị, lạnh lùng cười. Nếu biết người không nghĩ tới hậu quả, hai người chỉ là lóng đầu vì một ả đàn bà xúc động nhất thời. Nói chuyện với súc sinh cần lo hậu quả sao? Lâm Phong mỉm cười đầy trêu tức, cười nhạt nói. Vì có người ở khu vách quý nghe nói vậy, nhịn không được cười. Lâm Phong đang trêu đùa thanh niên kia chứ đâu. Nghe được tiếng cười chào phúng, sắc mặt thanh niên kia cứng đờ quát: vế đó đi, quăng ra ngoài, mang con kia tới cho ta. Dạ. Ở trong đình đài, thanh niên ngồi, một bóng người đứng dậy bước về Lâm Phong. Người này mặc một bộ áo trường bào màu xám cực kỳ giản dị, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, thân thể đứng thẳng tắp, lúc cất bước mang theo tiếng gió. Lâm Phong nhìn về phía người này, chỉ thấy một luồng sát khí kéo tới. Lâm Phong nhận ra kẻ này rõ ràng quyết đoán, thân mang sát khí thiệt huyết, rất giống quân nhân. Mà vừa rồi thanh niên kia cũng nhắc tới hai chữ quân danh, chẳng lẽ có quan hệ với quân danh? Đợi chút, lúc này giọng nói chuyển tới, khiến nam tử áo xám ngưng lại nhìn mắt người kia nói. Lúc này một người bước tới mở miệng với thanh niên: mông thiếu, người ở đây đều là khách quý của phòng đấu giá. Trước khi rời đi phòng đấu giá có nghĩa vụ đảm bảo sự an toàn các vị. Hy vọng mông thiếu có thể thông cảm, thu hồi mệnh lệnh bàn. Đương nhiên, về ả này nếu như mông thiếu thích, ta sẵn sàng đưa ả cho mông thiếu tùy mông thiếu xử trí. Người tới nói chuyện rất khách khí, khiến sắc mặt thiếu niên kia tư tái, cũng không quá mức. Quét qua phòng đấu giá, dù sao chủ nhân nơi đây thân phận không hề tầm thường, không dễ chọc. Coi như người gặp may. Thanh niên lạnh lùng liếc Lâm Phong, mắt hiện hàn quang. Trong phòng đấu giá không thể động Lâm Phong, nhưng ra ngoài đó là lúc Lâm Phong gặp xui. Bảo tiện nhân kia tự mình tới cho ta, bản thiếu gia cho ạ nếm thử cảm giác trước mặt mọi người. Thanh niên nói ngữ khí âm trầm, làm sắc mặt cô gái xinh đẹp kia tái nhợt vô cùng, ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng không ngờ chỉ là túy nói một câu rơi vào kết cục như vậy. Mà nàng cũng không có gì sai, các vị trí ở trước khu vực khách quý quả thật là có thể túy ngồi. Trên thế giới này vốn là không có phần phân chia đúng hay sai, thực lực quyết định vận mệnh. Vâng, người tới nhìn cô gái lạnh lùng nói. Lời mông thiếu người nghe rồi còn không tự mình tới. Sắc mặt cô gái tái nhợt, thân thể khẽ run. Nàng không biết nếu nàng đi qua thì thanh niên đó làm gì nàng. Hừ, người nọ hừ một cái, nước mắt tràn ngập trong đôi mắt cô gái. Cô hoàn toàn cam chịu số phận, giơ bước chân lặng nếu chuẩn bị tới chỗ thanh niên. Cảnh này khiến thanh niên kia lờ lụ cười tá. Nhưng vừa bước một bước, thiếu niên cứng đờ, bước chân dừng trên không. Nhìn thoáng qua cánh tay nhỏ của mình, ở đó một cánh tay nắm chặt lấy, khiến nàng không đi được. Ngồi với ta. Lâm Phong nhàn nhạt khiến cho thân thể cô gái khẽ run. Nhìn qua Lâm Phong với vẻ cảm động trong mắt, nhưng lại không dám. Bảo cô ngồi thì ngồi, không cần đi đâu. Lâm Phong hơi dùng sức kéo, khiến cho không ít người sửng sốt. Vị công tử này, xin cậu đừng làm khó chúng tôi xử. Người phòng đấu giá kia không ngờ Lâm Phong không biết điều. Theo y thấy, y đã lễ mặt Lâm Phong, xem Lâm Phong là khách quý mới là ra bảo vệ. Nhưng Lâm Phong dường như không biết điều, khiến tiếng nói của hắn không tốt cho lắm. Khó xử. Lâm Phong cười lạnh nhìn y rồi thản nhiên nói: ta cũng được coi là khách quý của phòng đấu giá. Đương nhiên, nếu không công tử không ngồi ở đây. Đối phương gật đầu nói: nếu như ta là khách quý phòng đấu giá các người, nàng vì tiếp đón ta mà bị tội, các người đưa cái tên súc sinh miệng thối kia chỉ để gã tiêu giận, các người nghĩ đến mặt ta để vào đâu? Lâm Phong lạnh lùng, đối phương không hề nể mặt hắn. Cô gái này tiếp đón hắn, trầm sóc hắn, vì để hắn ngồi đây mà đắc tội thanh niên, nên nàng bị trừng phạt, bị đưa tới cho tên kia ngược đãi. Vậy Lâm Phong hắn là cái gì? Người phòng đối giá kia từ đầu tới cuối đều chưa từng hỏi ý kiến hắn, trực tiếp coi hắn là không khí, chỉ để tên kia tiêu trừ lửa giận. Vậy lửa giận của Lâm Phong hắn nên tiêu thế nào? Đối phương nghe lời Lâm Phong sắc mặt cứng đờ. Quả thật y chỉ nghĩ tới cảm nhận thanh niên kia mà hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phong. Theo ý thần vọng của thanh niên kia, Lâm Phong há có thể so. Y làm vậy thì Lâm Phong phải là cảm kích vì y mà giúp Lâm Phong chuyển nguy thành an. Mặc dù lúc này nghe lời Lâm Phong nói, y vẫn cảm thấy Lâm Phong không biết phải trái. Hơi nhau mắt, người này nhìn Lâm Phong một cái thật sâu, lập tức nhìn cô gái nói: ai cho ngươi ngồi? Ta bảo người qua hầu hạ mông thiếu, người không nghe thấy sao? Thanh niên vốn nổi giận vì Lâm Phong nói, nhưng thấy người kia nói vậy mà mỉm cười, coi như kẻ này thức thời. Gã lại muốn lần này xem Lâm Phong xuống đài thế nào. Thật là lịa mặt không cần. Thanh niên kẻ nói một câu cười càng thêm sực sỡ. Mà những lời này cũng là suy nghĩ của những phòng đấu giá. Theo ý Lâm Phong đúng là cho mặt mà không biết được. Lâm Phong híp mắt
nhìn người phòng đấu giá kia nhàn nhạt nói: "Người vừa nói cái gì?" "Hừ." Người này hừ lạnh một tiếng, chỉ bảo cô gái nói: "Ta bảo ả đi hầu hạ Mông thiếu." Ầm. Người nói vừa nói xong, một tiếng ầm vang, đá vỡ bàn bắn, mặt đất rung dữ dội, chỉ thấy chiếc bàn trong đỉnh đài của Lâm Phong bị một quyền quán đánh vỡ thành bột phấn. Chương 161: Lòng người. Tiếng ầm đột nhiên vang lên cắt ngang buổi bán đấu giá đang được tiến hành. Tất cả mọi người nhìn sang Lâm Phong. Đám người phòng đấu giá khẽ cau mày: "Sao lại thế này? Sao khu vực khách quý có kẻ gây sự?" Không ít người vốn lại đi theo Lâm Phong tới, nhìn một quyền đánh vỡ bàn đá thì khiếp sợ. Cái này thật không dễ chọc, thật là ngang ngược. Không chỉ đái nạo đại lão tù đấu trường ở phòng đấu giá này cũng không hề kiêng dè. Cái bất ngờ nhất chính là mấy người cạnh Lâm Phong. Cô gái đang che mặt lập tức bỏ tay, thấy bàn đá bị hóa thành bột phấn thì càng chấn động, lòng không biết là cảm thụ gì. Không ngờ có người vì nàng mà nổi giận đánh nát phòng đấu giá không hề cố kỵ, mà người phòng đấu giá bị Lâm Phong làm khiếp sợ. Lâm Phong khiến y nói lại lần nữa, y vừa nói xong thì tiếng ầm vang khiến trái tim y cũng run theo. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt y lộ hạt quang lạnh lẽo. Nhưng Lâm Phong vốn không hề để ý, chỉ lạnh lùng nói: "Ta mang xích diễm ma sư tới phòng đấu giá các người đi đấu giá, là khách quý của các ngươi. Nhưng phòng đấu giá các người lại là nhục nhã khách quý như vậy chăng?" Xích diễm ma sư, mọi người chấn động. Hắn là kẻ vừa dẫn xích diễm ma sư tới, không ngờ là để bán đấu giá. Nhiều người không biết tính tình, tình hình rung động. Xích diễm ma sư có lực hấp dẫn không hề nhỏ với họ. Chỉ là bọn họ hiếu kỳ, theo lý thuyết thì Lâm Phong lấy xích diễm ma sư đến đấu giá thì coi là khách quý, nhưng sao có thể bị nhục nhã? "Cũng là cách của người, ta chưa từng trêu chọc cá, là gã chủ động mạo phạm ta, người không biết phân biệt đúng sai. Chỉ vì bình ổn nửa giận của gã điện khiến người tiếp đãi ta đi bồi tội cho gã, đi làm cho gã tiêu trừ lửa giận chẳng hề hỏi ý ta, thậm chí quắc mắc hầm hầm nhìn ta. Phòng đấu giá các người đối đãi với nhà như thế, mặt mũi ta ở đâu? Người cảm thấy xích diễm ma sư ta phải là nhờ phòng đấu giá các người mới bán được phải không?" Lâm Phong chất vấn đứng lên nói: "Nếu thật như thế, ta muốn lấy vật đấu giá của ta lại, khách quý của các người ta không làm nổi." Mọi người nghe vậy rõ ràng là nhìn cô gái bên trong cạnh Lâm Phong cùng thanh niên cách đó không xa lập tức hiểu mọi chuyện đầu đuôi, là thiếu gia Mông gia, thảo nào người phòng đấu giá không muốn đắc tội. Nhưng mà người kia dường như là làm không được tốt, không thận trọng. Lâm Phong như thế, Lâm Phong há lại không giận? Loại hành vi đó không thể là nghi ngờ nhục nhã Lâm Phong, là đánh mặt Lâm Phong, đổi lại người khác đều là phẫn nộ. Sắc mặt của người phòng đấu giá cứng ngắc, tên cố này. Y không hề biết Lâm Phong bán đấu giá xích diễm ma sư, y không hề nghĩ rằng Lâm Phong phản ứng dữ dội như vậy, láo lớn chuyện như vậy. Này Lâm Phong chiếm lấy lý, mà y thì không cách nào biện giải. Ngay tại lúc này, một bóng người vụt tới xuất hiện ở phòng khách quý, đúng là lão giả Lâm Phong gặp ở hậu trường. "Xin lỗi, lần này là do người chúng tôi không xử lý chu toàn." Lão ta nói với Lâm Phong vẻ mặt áy náy. "Xin lỗi, một câu là đủ." Lâm Phong lạnh nhạt nói. Hàn quang lóe lên trong mắt lão giả kia, thân thể lão hóa thành một đạo hư ảnh. Bốp, một tiếng vang lập tức truyền, mọi người nhìn thấy một người bị lão giả ta đá bay ra ngoài. Kẻ lạnh lùng nhìn Lâm Phong và có yêu cầu cô gái đi hầu hạ Mông thiếu. "Đồ phế vật vô dụng." Lão giả lạnh lùng nói. "Cái này bản lĩnh chẳng học được, nhưng mắt chó lại có một đôi. Dù là Mông thiếu địa vị tôn quý, nhưng dù thế nào Lâm Phong vẫn được coi là khách quý trong phòng đấu giá. Kẻ này lại đối xử như vậy với Lâm Phong trước mặt mọi người, làm cho mặt mũi Lâm Phong để vào đâu? Lâm Phong sao có thể không giận? Trận náo loạn này phải nhờ phòng đấu giá bọn họ tới chủ đích. Thật là chuyện làm không việc động não suy nghĩ." Người kia bò dậy, nào vệt máu khóe miệng, sắc mặt khó coi nhìn Lâm Phong. Lúc này hoàn toàn muốn làm thịt Lâm Phong, nghi không dám nói câu nào. "Còn không xin lỗi?" Lão già lạnh lùng quát. Người nọ ánh mắt cứng đờ, nhưng nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng như băng của lão thì run sợ nói với Lâm Phong: "Xin lỗi." Còn tưởng ánh mắt nhìn sáng thế nào, kết quả mới phát hiện ra nó chỉ là đôi mắt chó. Lâm Phong sao không nghe ra sự ác độc trong lời của đối phương, lãnh đạm trầm trọng một tiếng rồi nói: "Bảo y cút đi." "Có nghe chưa? Còn không mau cút!" Lão giả lớn tiếng quát. Trong ngực kẻ kia bốc lên lửa giận, ý ác độc liếc nhìn Lâm Phong một cái, xoay người bỏ đi. Sự cô độc lúc này so với loại ai phùng vừa rồi thật là tương phản. Nhìn y rời đi, lão ta mỉm cười xin lỗi. Lâm Phong nói: "Xử lý như vậy ngay vừa lòng chưa?" Lâm Phong liếc lão một cái, chỉ vào cô gái trước: "Nàng ấy vì ta khuất nhục, bị xúc sinh nhục nhã, ta muốn nàng ấy phòng đối giá các người không từ chối chứ?" "Đương nhiên là không, về sau cô ấy là người của ngay." Lão giả liếc nhìn cô gái thản nhiên nói: "Cô gái này khá may mắn gặp được Lâm Phong,
Loại tùy nữ như vậy phòng đấu giá bọn họ không hề thiếu, tặng cho Lâm Phong không hề gì, chỉ là phải bồi thường người khác ra thay thế. Lâm Phong gật đầu có như hài lòng. Điều cuối cùng, nếu ta ở khu vực khách quý thì hy vọng khu vực khách quý cũng ra dáng vẻ của nó, không phải xuất sinh nào cũng có thể ở. Tên mông thiếu nghe được cái thế, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Hình như Lâm Phong không chỉ một lần sỉ nhục mình là xuất sinh. Lão giả nghe Lâm Phong nói vậy trầm ngâm, quay nhìn thanh niên nói: Mông thiếu, đây là phòng đấu giá, hy vọng mông thiếu có thể nể mặt chúng tôi một chút, đừng gây náo sự. Khi nào đấu giá chấm dứt, rời khỏi phòng đấu giá, mông thiếu muốn làm gì chúng tôi không quản, cũng không xen vào. Ánh mắt thanh niên cực kỳ âm trầm, gã gật đầu một cái nhìn chằm chằm Lâm Phong với ánh mắt lặng lẽ. Ra khỏi phòng đấu giá, Lâm Phong sống chết là do gã quyết định, giờ cứ để hắn sống thêm. Cảm ơn mông thiếu lý giải. Lão giả một tiếng nói cao giọng: Hy vọng mọi người cũng giữ quy định phòng đấu giá. Được rồi, không nói nhiều, tiếp tục đấu giá. Nói xong lão liếc Lâm Phong một cái rồi rời khỏi. Lâm Phong nhìn bóng người dần mất, cười lạnh trong lòng. Sao hắn nghe không ra lời của lão? Rõ ràng nhắc nhở thêm mông thiếu chờ đấu giá chấm dứt có thể tùy ý đối phó. Hiện nhiên Lâm Phong gây chuyện phòng đấu giá khiến người ta không vui, nhưng vì đây là phòng đấu giá nên gã chỉ có thể ra giải hòa. Nhưng ra khỏi phòng, tên kim mông thiếu kia có thể làm gì hắn đây? Cảm ơn công tử. Cô gái bên cạnh nhìn Lâm Phong, mắt mang theo sự biết ơn sâu sắc. Nàng đừng nhìn hiểu Lâm Phong đòi người với lão giả kia là lo lắng ở phòng đấu giá kết cục rất thảm. Lâm Phong cứu nàng ra khỏi hố lửa. Thuận tiện mà thôi, không cần cảm ơn ta. Lâm Phong không thèm lý. Nhưng cô gái lại lắc đầu không đồng ý. Vị thanh niên đeo mặt nạ này không hề đơn giản. Nhìn như là liều lĩnh nhưng mà tâm tư tinh tế, mỗi một chiêu mạnh mẽ, một chiều đánh nát bàn kia rõ ràng là để người ta chú ý, nháo lớn chuyện. Như vậy phòng đối giá không thể không ra mặt. Nhưng cô gái nghĩ không nhiều như vậy. Với Lâm Phong, nàng chỉ có cảm kích, vô cùng cảm kích. Dù thế nào Lâm Phong cũng là vì nàng mà đắc tội thanh niên quý tộc, còn đã đắc tội cả phòng đối giá. Nếu không làm, Lâm Phong đại khái có thể mặc kệ để nàng bị đưa tới chỗ thanh niên kia, bị sỉ nhục chỗ đó. Trước kia phòng đối giá coi nàng là lô ti, là công cụ. Nếu không phải nàng xinh đẹp, ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có, cho tới giờ nàng chưa từng được tôn trọng dù chỉ chút ít. Nhưng Lâm Phong đối đãi với nàng như thế, vì nàng rất làm ra chuyện như vậy, từ nay về sau nàng chính là người của Lâm Phong, một lòng một dạ, tận trung tận tâm. Điều ấy Lâm Phong chưa từng nghĩ tới, hắn làm chuyện như vậy là để không có lỗi với lương tâm của mình. Cô gái vì hắn nên đắc tội với tên quý tộc kia. Lâm Phong hắn không thể nhìn cô gái xinh đẹp như vậy rơi vào trong tay đối phương, chịu sự nhục nhã không phải của mình. Chương 162 Bá Đào. Lúc này buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, tấm màn che sau đấu giá được nhấc lên. Hai người đi ra từ sau tấm màn, một người là lão già vừa rồi, mà một người khác bị xích sắt quá tay chân, đồng thời trên mặt y một chữ bá cực lớn. Chữ bá này phối hợp với tóc rối loạn khiến cho y khá bá đạo, khá lạnh lùng. Lô lệ võ tu. Lâm Phong ngừng mắt, quả nhiên là phòng đấu giá cả lô lệ võ tu. Người như vậy được coi là giã thú để bán đấu giá. Lúc này mọi người nhìn tên lô lệ võ tu không ngừng kinh hô, nhất là những người thường xuyên ở tù đấu trường nhìn y ánh mắt nóng bỏng. Bá đao là bá đao. Cuối cùng màn bá đao ra đấu giá, nhiều người trong bọn họ chờ cơ hội này rất lâu. Lão giả quét mắt nhìn đám người, bọn họ hưng phấn, lão mỉm cười đắc ý. Bá đao, tu vị linh vũ cảnh tầng 6, chiến tích trên tù đấu trường 81 trận toàn thắng. Lời nói lạnh nhạt của lão giả khiến mọi người khiếp sợ. Thắng 81 trận, thật là khủng bố. Chiến đấu 81 trận mà không hề thua trận nào, giết 81 tên võ tu cùng cấp, quá là kinh khủng. Lâm Phong cũng là chấn động. Chỉ là 81 trận thắng, nhưng mà ý nghĩa sau trận thắng đó là 81 tên võ tu linh vũ cảnh tầng 6 chết trong tay bá đao. 81 vị cường giả linh vũ cảnh tầng 6, đây tuyệt đối là một cái con số khủng bố. Dùng máu tươi của 81 vị cường giả cung cấp thành tựu báo đả hôm nay. Giá trị của y ta không nói thêm, các vị chỉ cần hiểu bá đạo bước chân vào huyền vũ cảnh là chuyện sớm hay muộn. Tới lúc đó y có thể sánh với bát đại công tử. Một tên lô lệ võ tu có thể so sánh bát đại công tử, mọi người có thể tưởng tượng. Lão già cười nhạt một tiếng lại nói, bá đạo giá xa là 200 khối nguyên thạch trung phẩm bắt đầu đấu giá. Lão già dứt lời, ánh mắt mọi người càng thêm nóng rực, cắt cao nhìn chằm chằm bá đạo. Đúng vậy, đây là nhân vật phong hòa giống bát đại công tử trong tương lai. Nếu như là lô lệ võ tu của mình, vậy là uy phong như nào.
giống như nhận ra mọi người ánh mắt. Bá đạo chậm rãi ngẩng đầu, nhất thời đào ý cảnh giác bén phóng. Bá đạo làm nhói tai, nhói đau ánh mắt người khác. Chỉ ánh mắt thôi mang theo đào quang có thể đả thương người khác. Bá đạo đảo qua đám người, Lâm Phong tiếp xúc đôi mắt kia, thân thể Lâm Phong khẽ run. Sự ánh mắt cũng có sự sắc bén vô cùng, sắc bén như muốn đâm rách tất cả. Đây là kiếm ý cảnh. Ánh mắt Bá đạo dừng trên người Lâm Phong, tập mắt hai người xã hội giữa không trung. Đào đạo và kiếm ý va chạm, một cỗ khí sắc bén vô hình tràn ngập trong không gian. Nhưng Bá đạo nhanh chóng rời mắt, làm Lâm Phong thả lỏng toàn thân, nội tâm âm thầm chấn động. Đạo ý của Bá đạo, tên nô lệ này tuy là lĩnh ngộ lắm giữ đạo thế, lại là lĩnh ngộ rất sâu. Lâm Phong thầm nghĩ, khó trách đối phương có thể thắng 81 trận mà không hề thua trận nào. Lĩnh ngộ về thế của y mạnh hơn tên Mục Phàm kia rất nhiều, mà lại là thế lại là đạo thế. Ở trong những kẻ cung cấp, ít có địch thủ. Trừ khi có kẻ sống y, không chỉ lĩnh ngộ thế mà còn nhập phi cảnh, như thế mới có thể ngăn chặn sự bá đạo của đối phương. Thanh niên phía sau Lâm Phong nóng sực nhìn Bá đạo. Nô lệ võ tù linh vũ cảnh tầng 6 lại từng đánh chết 81 cường giả cung cấp, sức hút quá lớn. Nếu có thể mua, tương lai sẽ có thêm một cái tên nô lệ huyền vũ cảnh, khi đó oai phong cỡ nào. 300 nguyên thạch trung phẩm. Lúc này người mở miệng ra giá trực tiếp tăng đến 100 nguyên thạch. 500 nguyên thạch trung phẩm. Một giọng nói vang lên nữa không hề do dự, giá tiền vẫn là thấp. Một gã lô lệ võ tu linh vũ cảnh tầng 6 giá trị không cao, nhưng mà một tên lô lệ võ tu đã giết 81 tên cường giả cung cấp thì giá trị đâu chỉ là tăng gấp bội, mà là một gã lô lệ huyền vũ cảnh tương lai thì càng không cách nào phỏng đoán giá trị. 1000 nguyên thạch trung phẩm. Lại có thanh âm nhạt nhạt vang, Lâm Phong nhịn không được giật giật. Những kẻ này thực là giàu, trong chữ vật thạch giới quán cũng chỉ có hơn vạn nguyên thạch trung phẩm. Lâm Phong vốn tưởng thế là rất nhiều, nhưng giờ mới phát hiện ra hắn nghèo đến đáng thương. Đấy mới là bảo giá. Có lẽ giá trị của tên lô lệ võ tu này khiến cho hắn khuynh ra bại sản mất. 5000 nguyên thạch trung phẩm. Lâm Phong vừa nghĩ thế, một cái giọng lại vang lên. 5000 nguyên thạch trung phẩm, mấy chữ thật là khủng khiếp, có thể tùy ý tu luyện trong tháp tu luyện. Hơn nữa giọng này thực sự là truyền từ sau lưng Lâm Phong, người đấu giá là tên thanh niên họ Mông kia. Mọi người nghe vậy sửng sốt, nhiều người gượng cười. 5000 nguyên thạch trung phẩm bọn họ không thể tăng, mà giá tiền này cũng đủ cao. Lão giả thấy mọi người im lặng cười nói, Mông tiểu thật tinh mách, giả giá 5000 nguyên thạch trung phẩm, đây là cái lô lệ huyền vũ cảnh tương lai, không biết còn ai đặt giá không. Giọng nói của lão giả mang theo mê hoặc nhẹ nhẹ, mọi người im lặng như trước. Huyền vũ cảnh tương lai vẫn còn chưa phải. 5000 nguyên thạch trung phẩm, cái giá này quá kinh khủng. 5001 nguyên thạch trung phẩm. Lúc này một cái thanh âm bình tĩnh vang lên khiến ai đó cũng giật mình, nhìn lên khu vực khách quý. Kẻ mở miệng rõ ràng là một quyền đánh nát cái bản Lâm Phong. Thanh niên kia sửng sốt nhìn chăm chăm bóng lưng Lâm Phong, mắt hiện hàn quang. 5100 nguyên thạch trung phẩm. 5101. Lâm Phong vẫn là bình tĩnh ra giá. Mọi người ngồi đó xem trò vui, xem ra Lâm Phong đây là cố ý, mỗi một lần chỉ thêm một cái khối nguyên thạch trung phẩm. 5500 nguyên thạch trung phẩm. Sắc mặt thanh niên kia càng ngày càng lạnh, chậm rãi nói, 5501. Lâm Phong tiếp tục tiếp giá. Ánh mắt thanh niên trở nên dữ tợn. Đúng lúc này, một cái nam tử áo bào xám bên cạnh gã nói một tiếng, thiếu gia, đấu giá chính là một cách mà thôi. Thanh niên kia khựng lại, lập tức cười cực kỳ âm lãnh. Đúng vậy, muốn có được tên đô lệ võ tu này không nhất định phải đấu giá. Mọi người run lên, này không thể nghi ngờ là đang đe dọa Lâm Phong. Quả nhiên thanh niên không đấu giá nữa. Là sau lão giả nhìn Lâm Phong nói, chúc mừng, giờ ngài có thể mang bá đạo đi. Cứ để ở hậu đài, người hãy đến đấu giá xích diện ma sư của ta luôn. Nguyên thạch trừ vào chỗ đó. Lão giả chậm ngập một lát gật đầu, có thể được. Giá trị một con xích diện ma sư nhất định cao hơn bá đạo. Dù sao chỉ cần xích diện ma sư trưởng thành thì trở thành huyền yêu sớm hay muộn. Hơn nữa xích diện ma sư có thể trở thành huyền yêu tú lợi hại, thậm chí là thiên yêu. Quả nhiên khi lão giả dắt xích diễm ma sư ra khỏi màn che, ánh mắt mọi người càng thêm nóng bỏng, thậm chí mang theo điên cuồng. Trong đám người phòng đấu giá có một kẻ tóc tai đều màu vàng tán loạn, thậm chí đôi mắt mang theo cái sắc vàng óng ánh cực kỳ yêu dị. Nhìn thấy xích diễm ma sư thanh niên đó, đôi mắt màu vàng thản nhiên nói, xích diễm ma sư này là của cuồng sư ta, không ai cướp nó đi. Lão giả đứng trên bài đấu giá lặng lặng nhìn mọi người hưng phấn, đợi không khí lên cao nhất, lão mới giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, mở miệng nói,
Giá trị xích diễm ma sư ta không nói nhiều. Hơn nữa ta tin rằng ngay khi xích diễm ma sư còn ở tù đấu trường, nhiều người đã chờ mong. Cuối cùng, này xích diễm ma sư tới phòng đấu giá chúng ta. Giờ tất cả mọi người có thể có cơ hội giành được nó. Quyền yêu tương lai, thậm chí thiên yêu. Lão giả hưng phấn. Lão ta cũng không hiểu vì sao xích diễm ma sư rơi vào tay Lâm Phong. Theo lý thuyết thì Bạch Sa thậm chí là cấp trên Bạch Sa không thể giao xích diễm ma sư cho người ngoài, cũng không mang đi đấu giá. Họ chỉ có thể lại cho chính người bọn họ. Lão ta không hề biết cuộc xung đột ở tù đấu trường. Lúc ấy tên thanh niên áo vàng thực sự muốn đem xích diễm ma sư mượn sức Mộc Phàm, khiến Mộc Phàm thành người của gã. Xích diễm ma sư chạy không thoát. Ai ngờ Lâm Phong tự dưng nhảy ra. Càng là khiến cho thanh niên kia buồn bực nhất là người kia lại tới, đã thế còn làm người làm chứng, làm cho hắn không có cơ hội cướp xích diễm ma sư lại từ tay Lâm Phong. Gã vốn định bàn bạc thêm rồi mới tính, không ngờ Lâm Phong lại không hề dùng xích diễm ma sư mà lại mang tới chỗ đấu giá này. Chương 163, cái giá khủng bố. Lão già thấy ngựa đám người hưng phấn nên mở miệng nói: "Được rồi, giá sản xích diễm ma sư là 500 nguyên thạch trung phẩm. Giờ bắt đầu đấu giá." Wow. Lão ta mới nói xong, tiếng áp đè lên trong phòng lập tức phát, có người lập tức đứng dậy nói: "Nguyên thạch trung phẩm 1000, nguyên thạch trung phẩm 1200, ta ra giá 1500 nguyên thạch trung phẩm." Nhiều người lục tục ra giá nhưng bọn họ tới đây chỉ đã bắt đầu. Xích diễm ma sư há chỉ có thể bán với 1-2 ngàn trung phẩm. Lâm Phong lạnh nhạt ngồi ở đinh đai. Tự án đã đánh giá thấp giá trị xích diễm ma sư, nhưng cạnh tranh giá mua bá đao xong là hắn hiểu xích diễm ma sư có cái giá khủng hơn nhiều. Cô gái bên cạnh thì nhìn Lâm Phong đầy thú vị, đôi mắt dưới lớp mặt lạ màu bạc kia vẫn bình tĩnh như vậy. Thiếu gia, về sau em nên xưng hô với ngài thế nào? Thiếu nữ kia hỏi Lâm Phong. Lâm Phong chớp mắt túy nói: "Cứ gọi ta là Phong thiếu." "Phong thiếu gia, em là Y Tuyết." Tiểu nữ ngọt ngào nói một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Chỉ chốc lát mà xích diễm ma sư đã lên giá tới 3000 nguyên thạch trung phẩm. Có lẽ nó nhanh chóng đạt tới giá của bá đao. Phía sau Lâm Phong, tên thanh niên họ Mông lạnh lùng liếc Lâm Phong một cái cười khẩy. Cả đứng dậy đi tới lan can quý tộc nói: "Hôm nay con xích diễm ma sư này Mông thông ta bắt buộc phải có. Mong các vị nể mặt không tranh với ta. Sau này chúng ta là bằng hữu. Nếu các vị dám tranh giành cuối cùng, tranh không được mà ngay cả bằng hữu cũng làm không nổi, như vậy là không tốt cho lắm." Nghe Mông Thông nói thế, mọi người sững sờ. Tên cố này lại lấy thế đè người. Lời của hắn không thể nghi ngờ là đang uy hiếp mọi người. Muốn làm bạn hay địch thì cứ lựa chọn. Mọi người nhìn chằm chằm Mông Thông, nghĩ tới đối phương ở khu vực khách quý lại là họ Mông nên cũng không dám nhiều lời. Hoàng thành này chỉ có một cái quý tộc họ Mông. Giờ ta ra giá 3001 nguyên thạch trung phẩm. Mông Thông cười khẩy liếc qua Lâm Phong, dám cấp đồ của gã, muốn để gã thì cũng kiến số nguyên thạch bỏ ra mua bá đạo cũng trả không nổi. Trên đại cao, lão giả không vui liếc nhìn Mông Thông một cái. Cái này càng như thế lại khiến cho lão càng khó chịu. "Xích diễm ma sư là của ta." Ngay khi Mông Thông đắc ý, một giọng khách khí vang: 4000 nguyên thạch trung phẩm." "Ai dám?" Sắc mặt Mông Thông phát lạnh, không ngờ gã vừa đắc ý đã có kẻ không hề để mặt, khiến cho gã khó chịu. Mông Thông quét qua đám người vừa nói: "Là ta." Thanh âm của bá đạo vang lên lần nữa, lập tức có người chậm rãi đứng dậy. Người này đầu đầy tóc vàng, mắt đầy ánh sáng màu vàng, cực kỳ yếu xị. Người kia nhìn càng là sợ hãi. "Là Y Cuồng Sư." Mông Thông híp mắt lại: "Người muốn thế nào?" Cuồng Sư nhìn cách quý lạnh lùng nói. Mông Thông khựng lại, sắc mặt cứng ngắc. "Ha ha, thì ra là cao đồ vạn thú môn. Người đã muốn ra giá thì lề mặt người đó, không tranh giá với ngươi." Cuồng Sư lập tức quay không để ý Mông Thông, khiến Mông Thông càng thêm khó chịu. Mặt mũi gã coi như là mất hết. Vì một cái tiếng đầy trào phúng vang lên cười, trong không gian yên tĩnh lại có kẻ khá chói tai. Mông Thông lạnh lùng quay sang nhìn Lâm Phong: "Người cười cái gì?" "Ta cười kẻ nào đó nói chuyện còn thối hơn phân." Lâm Phong châm chặt một tiếng. Tên Mông Thông này cách đây không lâu còn là vô cùng kiêu ngạo, bắt người ta không được tranh giành với gã. Nhưng thấy Cuồng Sư ra, lập tức rút lui, biết là tranh không nổi, lại còn là lễ mặt người khác, quả thật là buồn cười tới cực điểm. Vạn Thú Môn là một trong những thế lực mạnh nhất nước Tuyết Nguyệt, tọa lạc ở ngay trong Hoàng Thành, vô cùng lợi hại. Mông Thông tuy là thân phận phi phạm, nhưng thấy người Vạn Thú Môn thì lập tức rút lui.
Lúc này sắc mặt Mông Thông đã là âm trầm tới cực hạn. Hôm nay gã bị Lâm Phong hạ nhục, vốn muốn là từ trận đấu Giá Xích Diễm Ma Sư lấy lại mặt mũi, ai ngờ dùng thân phận trấn áp đám người kia thì gặp phải cuồng sư, mà Lâm Phong lại là dùng lời nhục nhã gã. Mông Thông gã hôm nay đúng là mất sạch thể diện. Nhưng những người khác không dành để ý tâm tình gã. Lão già cười nhạt trên đại báo đấu ra nói: 4.000 nguyên thạch trung phẩm, còn giá nào cao hơn không? Xích Diễm Ma Sư huyền yêu tương lai, thậm chí có thể trở thành thiên yêu hủy thiên diệt địa, khi đó có thể hoành hành trên nước tuyết nghiệt không hề cố kỵ, xưng vương xưng bá. 4.500 nguyên thạch trung phẩm. Lão già rất nời có người tăng giá. Tuy bọn họ hiểu rằng mình không thể cạnh tranh với cuồng sư, nhưng dầu gì cũng phải thử, bởi vì đây là Xích Diễm Ma Sư. 5.000 nguyên thạch trung phẩm. Cuồng sư mặt không thay đổi, chỉ cần thứ y nhận định nhất định là được. Đây là lý do vì sao Mông Tông bỏ tranh giá, bởi vì gã hiểu tính cách của cuồng sư. 6.000 nguyên thạch trung phẩm. Một ông già áo đen cắn răng ra giá. 1.000.000 nguyên thạch trung phẩm. Cuồng sư bình tĩnh phun ra cái giá khiến người ta khiếp sợ. 1.000.000 nguyên thạch trung phẩm, y thậm chí là không hề nhíu mày. Thảo nào mọi người nói Vân Hải Tông là một trong những thế lực nhỏ bé nhất Tuyết Nguyệt, quả là không sai. Lâm Phong thầm cảm khái, Vân Hải Tông quả thực bị bỏ quá xa. Chỉ nguyên tại nguyên có thể thấy được, một cái thiên nhất học viện không danh tiếng đã có 4 cái nguyên khí địa mạch lớn, Vân Hải Tông không có. Vạn Tu Môn mỗi một tên đệ tử có thể tùy ra cái giá trên trời 1.000.000 nguyên thạch trung phẩm. Mà Vân Hải Tông ngày đó nguyên thạch hạ phẩm cực kỳ quý giá, hoàn toàn không cách nào sánh. 1.000.000 nguyên thạch trung phẩm. Ông già mặc áo đen kia rít mấy chữ, sắc mặt khó coi. Nay thực lực của ông đã đạt tới bên cạnh, cần phải nhờ năng lực yêu thú. 1.000.000 nguyên thạch trung phẩm. Cuồng sư lại lên tiếng, mọi người đang khiếp sợ cười khổ. Quả là không ai có thể tranh với kẻ này. 1.500.000 nguyên thạch trung phẩm, rất nhiều gia tộc là lấy không ra được, chứ nói chi là một người. Không ai đấu giá nữa. Cuối cùng, với cái giá 1.500.000 nguyên thạch trung phẩm, cuồng sư đã đấu giá thành công Xích Diễm Ma Sư. Lâm Phong lở một cái nụ cười thản nhiên, giá này khiến hắn vô cùng hài lòng. Mà chuyện hắn hứa hẹn giả 100 nguyên thạch trung phẩm thì không còn ai chú ý. Lâm Phong không ngờ hắn lại đấu giá được số tiền lớn khủng khiếp như vậy. Hắn nghĩ rằng còn Xích Diễm Ma Sư này đấu giá được 3-4.000 nguyên thạch trung phẩm đã là không tệ. Cùng với Y Tuyết tới hậu đài, có người từ tấm màn che thứ hai đi ra, đưa một đống nguyên thạch trung phẩm trước mặt Lâm Phong. Đây là 1.000.000 nguyên thạch trung phẩm, là của người, người tính đi. Lão già nói với Lâm Phong, hắn mỉm cười. 1.000.000 nguyên thạch trung phẩm nhiều hơn dự đoán quán. Nhận lấy nguyên thạch, một cái cuồng mắt sáng, số nguyên thạch này liền biến mất không thấy. Cảnh này khiến lão già kinh ngạc liếc Lâm Phong, xem ra lão hổ hoa mắt rồi. Lão ta nhìn mắt chằm chằm màu mắt lạ màu bạc của Lâm Phong. Lão cố ý mang nhiều nguyên thạch trung phẩm làm khó Lâm Phong. Không ngờ Lâm Phong lại có chữ vật giới thạch. Chữ vật giới thạch không phải là thứ người thường có thể có, Lâm Phong không hề đơn giản. Dưới lớp mặt nạ, Lâm Phong cười nhạt không trả lời. Lão ta không hỏi nhiều, chỉ bảo Bá Đào bên cạnh nói, từ nay về sau y là người của người, tùy ngươi xử trí. Lúc này lão ta có phần tò mò, Bá Đào tu vị là linh vũ cảnh tầng 6, lắm giữ đào thế, không biết thực lực Lâm Phong thế nào, có thể hàng phục Lô Lệ Võ Tu hay không. Đi theo ta. Lâm Phong liếc Bá Đào một cái, thản nhiên nói, lập tức bước ra ngoài. Toàn bộ xiềng xích trên người Bá Đào được cởi, y mặt không chút thay đổi đi theo Lâm Phong. Ra khỏi phòng đấu giá lúc lâu, Lâm Phong mới dừng lại, quay nhìn Bá Đào cũng dừng bước, sắc mặt lạnh lùng vô tình kia. Khi Lô Lệ Võ Tu được cởi xuống xiềng không bị trói buộc, đương nhiên có ý nghĩ của mình chứ không hề thành thật như trước, dù sao bọn họ vẫn là con người.